Trong rất nhiều những doanh nghiệp về trang sức cao cấp tại Việt Nam, Doji là một trong những doanh nghiệp theo mô hình gia đình còn tồn tại cho đến ngày nay. Có rất nhiều câu chuyện thú vị đằng sau thương hiệu này. Điều khá bất ngờ rằng, người sáng lập Doji đã từng rất thành công với băng vệ sinh Diana. Trong chương trình giải mã kinh doanh tại KT City hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại hành trình ly kỳ của Doji nhé! Cụ Đỗ Thế Sử vốn là tổng biên tập báo Sơn Tây từ năm 1955 đến năm 1958. Ông chính là người khởi nguồn cho thế hệ ba đời làm kinh doanh. Năm cụ 73 tuổi, đã thành lập công ty may mặc Gemeco chuyên sản xuất hàng xuất khẩu. Cụ có 11 người con là giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân, doanh nhân nổi tiếng. Con cả của cụ Sử là đại tá, kỹ sư Đỗ Thái Tùng. Con thứ hai của cụ là giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đỗ Tất Cường, cựu phó giám đốc bệnh viện 103, phó tổng giám đốc công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec. Con thứ ba của cụ Sử là Đỗ Minh Phú, người gây dựng nên tập đoàn Doji. Tiền thân công ty phát triển công nghệ và thương mại DTD được thành lập ngày 28 tháng 7 năm 1994. Thời điểm đó, Doji là công ty tiên phong trong lĩnh vực khai thác, chế tác và sản xuất đá quý. Doji cũng là công ty đầu tiên đưa đá ruby của Việt Nam sang thị trường quốc tế với thương hiệu Việt Nam Star Ruby VSR. Ngày 30 tháng 6 năm 2007, Doji khai trương Ruby Plaza tại Hà Nội, được coi là trung tâm vàng bạc đá quý và trang sức cao cấp nhất Việt Nam. Năm 2009, để tái cấu trúc cũng như tạo bệ phóng phát triển lâu dài, Doji đã chính thức trở thành tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Năm 2019, Doji đã bước qua một chặng đường dài 25 năm. Đánh dấu cột mốc đó, tập đoàn này đã khánh thành Doji Tower tại Hà Nội. Đây là một trung tâm vàng bạc đá quý lớn nhất cả nước, tọa lạc tại số 5 Lê Duẩn, quận Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Doji là một trong những doanh nghiệp gia đình có tốc độ tăng trưởng thần tốc. Doanh thu từ năm 2009 đến năm 2019, trong lĩnh vực bán lẻ vàng bạc trang sức, Doji hiện đang có gần 100 trung tâm và hơn 400 đại lý trong khắp cả nước. Kể từ khi chuyển mình theo mô hình tập đoàn, Doji đã phát triển thành công 9 loại hình kinh doanh, bao gồm cả bất động sản với thương hiệu Dojiland, tài chính ngân hàng, tái cơ cấu thành công ngân hàng thương mại cổ phần TP Bank, đầu tư vào dịch vụ nhà hàng, du lịch. Doji được nhà nước Việt Nam vinh danh là thương hiệu quốc gia và nhiều nhà kinh tế có chuyên môn đánh giá sự phát triển của Doji được xem là cực nhanh, cũng như có sự đầu tư rất bài bản từ các nhà lãnh đạo đầy kinh nghiệm. Ra đời từ năm 1997, Diana là thương hiệu băng vệ sinh Việt Nam của công ty cổ phần Diana, do anh em ông Đỗ Minh Phú và Đỗ Anh Tú, con trai ông Đỗ Thế Sử, thành lập với tổng số tiền đầu tư ban đầu là 600.000 USD. Ngay từ những năm đầu ra mắt, Diana đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, cạnh tranh trực tiếp với ông lớn ngành băng vệ sinh lúc bấy giờ là Kotex. Diana chi ngân sách rất mạnh cho truyền thông và marketing, với mức từ 9 đến 13% trên doanh thu. Chúng ta biết đến thương hiệu này thông qua chiến dịch là Con Gái Thật Tuyệt Đình Đám. Bài hát là Con Gái Thật Tuyệt do Lê Cát Trọng Lý sáng tác cùng sự trình bày của Khởi My đã lan tỏa mạnh mẽ trong những năm 2010. Tuy nhiên, khi đang trong giai đoạn đỉnh cao, ông Đỗ Minh Phú biết rằng tiềm lực của mình không đủ để đưa Diana vươn tầm quốc tế như đã làm với công ty vàng bạc đá quý Doji. Nên vào năm 2011, ông đã quyết định bán 95% cổ phần cho tập đoàn Unicharm của Nhật Bản với mức giá 184 triệu USD, hơn 4.000 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó. Nhờ việc bán thương hiệu Diana mà ông Phú đã có khoản tiền khổng lồ để đầu tư vào lĩnh vực tài chính, với việc là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng Tiên Phong Bank. Có thể thấy, tập đoàn Doji đang là một trong những doanh nghiệp nằm trong top những công ty gia đình lớn nhất cả nước. Hiện, Doji còn có một đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý trẻ tuổi, tài năng, đứng đầu là Tổng Giám đốc Đỗ Minh Đức. Từ việc sáp nhập thương hiệu công ty Thế Giới Kim Cương vào thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 2020, đã cho thấy khả năng dẫn dắt ấn tượng của vị lãnh đạo trẻ tuổi này. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về tập đoàn này? Cũng như bạn có quan tâm đến những doanh nghiệp gia đình nào ở Việt Nam nữa không? Hãy comment cho KT City biết nhé! Và hãy nhớ ấn like, share, subscribe cho KT City để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.